Xin chào các bạn trở lại với kênh xe của mình. Hôm nay mình có hai cái dòng xe cùng phân khúc tải trọng là 1.9 hoặc 2.4 cùng kính nha các bạn, dài 3.6. Thì hai cái xe, một thằng thì đến từ thương hiệu Hàn Quốc, thằng thì đến thương hiệu Nhật Bản. Thì hai cái dòng xe này thì nó rất là nhỏ gọn, vào thành phố có tải trọng cũng rất là ok vào thành phố. Thì hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu thử xem hai cái dòng xe này nó sẽ có những cái điểm gì giống nhau và khác nhau, và cũng như là ưu điểm của từng dòng xe nha các bạn. Thì và để mình đưa ra cho các bạn có thể có cái sự lựa chọn chính xác nhất về cái dòng xe mà mình mong muốn, thì hai cái dòng xe này đều là đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, phun dầu điện tử, ga điện. Hai xe thì đều là ga điện hết nha các bạn, phun dầu điện tử, và giá thành thì cũng ngang ngang với nhau nha các bạn. Có điều thì mình thấy thì thằng Hyundai á, nó sẽ có nhiều cái ưu việt hơn so với cái thằng Isuzu nha các bạn. Đó chỉ là riêng bản thân mình thôi, mình cảm nhận thôi. Còn các bạn thì nếu ai có thích cái dòng Isuzu và cảm nhận Isuzu nó tốt hơn thì cứ để lại bình luận bên dưới để cho mình trả lời và cùng trao đổi với nhau. Thì bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cái dòng xe này để xem thử hai dòng xe này nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào và khác nhau như thế nào nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ thấy đầu cabin của hai thằng giống nhau, thì thằng Isuzu chỉ có mỗi màu sơn duy nhất là màu trắng thôi. Thằng Hyundai nó có hai màu, màu xanh và màu trắng. Thì đây là phiên bản màu xanh thùng kính, hai xe đều là thùng kính, chiều dài là 3m6 hết nha các bạn, kích thước rất là nhỏ gọn như thành phố. Thì đầu tiên các bạn thấy cái cụm đèn nè, cái cụm đèn thì thằng Isuzu á, nó cụm đèn nó không có cái đèn sương mù mà nhìn nó rất là thô. Còn cái thằng Hyundai á thì cụm đèn của nó rất là lớn nè, nhìn khá là đẹp và có đèn sương mù nữa. Cản hai thằng đều bằng nhựa hết. Nhưng mà thằng Isuzu á với thằng Hyundai thì mình thấy thì cái đầu cabin á thì có vẻ như thằng Hyundai nó có vẻ nhỉnh hơn so với cái đầu cabin, thiết kế nó đẹp hơn. Cái cửa kính của nó các bạn, cái kính chiếu hậu của nó này, thì cái thằng Hyundai nó thiết kế chắc chắn và nằm ở phía trước đây dễ quan sát hơn thằng Isuzu. Thằng Isuzu thì thiết kế ngay đây thì nó khó quan sát, nó vướng cái tầm nhìn. Đây là số loại của cái thằng Isuzu là WK230 cùng dài 36. Thằng này thì nó là New Multi N250 nha các bạn. Đấy thì hai thằng đều có máy lạnh sẵn theo xe và đều thiết kế theo cái kiểu đầu tròn nha các bạn, đầu cái pin tròn nhìn nó rất là đẹp. Đó là cái phần ngoại thất. Thì mình thấy là đầu cái pin thì mình thấy cái thằng Hyundai á là nó nhỉnh hơn so với nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần về nội thất phía trong để mình xem thử nội thất phía trong coi ai sẽ nhỉnh hơn ai nha bạn. Thì nó thất phía trong á thì mình cảm thấy thằng Hyundai nó trang bị cũng khá là ok đấy, có kính chỉnh điện, có cửa trung tâm. Kính chỉnh điện thì nó không có chế độ auto một chạm. Khoang nội thất cũng khá là rộng rãi, có 3 chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng. Vô lăng thì có trợ lực tay lái, hộp số này các bạn, hộp số sàn 6 số tiến và 1 số lùi, có cái nảy thiết bị rất là an toàn như cái xe du lịch. Đấy, trang bị rất là đầy đủ về radio, mồi, thuốc lá, đài FM, máy lạnh sẵn trên xe và rất là nhiều hộp chứa đồ, rất là tiện nghi và rất là đầy đủ cái trị giải trí và tiện nghi nha các bạn. Đấy, đồng hồ tablo hiển thị khá là sắc nét nè. Đây, vô lăng của nó nè. Đấy, nhìn khá là mượt. Hyundai cái nội thất phía trong nó thiết kế khá là mượt, khá là trơn tru và khá là chắc chắn và khá là đẹp nha các bạn. Như một chiếc xe du lịch luôn á, đầu tư nội thất là khá là ok đó. Có tấm che nắng và đèn chiếu sáng trong cabin xe. Đấy. Tiếng máy cũng khá là im đó các bạn. Đấy, tiếng động cơ cũng khá là mạnh, rất là mạnh mẽ. Đấy, đó là cái phần về cái nội thất phía trong của chiếc xe Hyundai, mình đánh giá cũng rất là ok, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần nội thất phía trong của thằng Isuzu nha.
về nội thất phía trong của thằng Isuzu WKR230 này đấy. Thì ghế nó chỉ bọc nỉ thôi, ba chỗ ngồi luôn nha các bạn, ghế bọc nỉ có vẻ kém sang hơn, rồi phần mũ và thiết kế của nó thô hơn, nhìn nó không giống như một cái xe du lịch giống như của thằng Hyundai N250. Kính chính điện có cái chế độ auto một chạm, vô lăng cũng có trợ lực hai chấu, cũng trang bị rất là đầy đủ về tính năng tiện nghi, nhưng mà cái khả năng an toàn thì nó chỉ có 5 số tiếng thôi, ghi 6 số tiếng và nó không có một cái nảy giống cái thằng Hyundai. Nhưng mỗi lần vô số gear thì không có cái nảy khóa an toàn như cái thằng Hyundai đấy. Nó không có kém cái phần an toàn, đồng hồ táp lô hiển thị nó cũng không có đẹp bằng cái thằng Hyundai, và đồ dòng mũ nó thiết kế khá là thô, ghế không có bọc da đấy, có đèn chiếu sáng trong cabin để tắm trời nắng. Nói chung là cái phần, để mình đề thử cái máy nghe cái tiếng động cơ của nó nha. Đấy, tiếng động cơ cũng khá là im mà cũng khá là mạnh đó, ngang ngang với cái thằng Hyundai nha các bạn. Đấy, đó là cái thằng nội thất của Isuzu. Thì sau khi tìm hiểu nội thất của hai thằng thì mình sẽ đánh giá là cái thằng Hyundai nó sẽ tốt hơn và nhỉnh hơn, đẹp hơn và bền hơn so với cái thằng Isuzu về cái phần nội thất cũng như cái vẻ ngoài cabin của nó. Đó là về cái phần nội thất và vẻ bề ngoài của nó, cabin của nó. Bây giờ mình với các bạn sẽ tìm hiểu tiếp về hai phần nữa, đó là cái khung và cái động cơ và cũng như là khung gầm, những cái thứ khác để mình xem thử, rồi mình tổng hợp lại xem thử có nên chọn thằng nào và đánh giá thằng nào sẽ tốt hơn. Giờ cái phần thùng thì thằng Hyundai chiều dài thùng của nó thì là 3m6, chiều ngang của nó là 1m8 70, và chiều cao của nó và chiều cao của nó thì chỉ là 1m7 thôi. Còn cái thằng Isuzu thì chiều cao của nó thì là 1m8 70 và chiều ngang của nó là 1m7 50. Thì thằng Isuzu thì chiều cao của nó cao hơn so với thằng Hyundai, thằng Hyundai thì nó rộng hơn so với thằng Isuzu. Thì nếu giờ cái phần thùng á thì có vẻ như thằng Isuzu có vẻ hơn thằng Hyundai, tại vì đa số là bây giờ mình cần một cái thùng to. Nếu mà cái thằng Hyundai á, thằng Isuzu á, nó mà đánh giá thì mình đánh giá cái thùng nó ok hơn, nó to, có vẻ như to hơn cái thằng Hyundai. Thì thằng thùng thì mình có cảm thấy thằng Isuzu nó hơn. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần về khung gầm cầu máy hộp số nha. Khung gầm dưới bánh xe đó thì hai thằng đều khác nhau nha. Thằng Hyundai bánh nhỏ 13 inch thôi, thằng Isuzu bánh lớn đồng bộ phía sau thì nó Yokohama, rồi kính mâm nó là 15 inch, mà đi xuống là 7 inch đấy. Cầu thì cái thằng Isuzu khung gầm với cầu của Isuzu thì nó lớn hơn đây. Đây khung gầm Isuzu rất là cao nè, cầu nó cũng lớn hơn với thằng Hyundai nè. Hyundai cái cầu nó hơi nhỏ hơn so với thằng Isuzu, đai bánh nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà tiện, nó tiện thằng Hyundai được cái à, tuy nó nhỏ nhưng mà nó nếu mà các bạn chạy đúng tải, không quá tải và đi vô những con đường mà hạn chế về chiều cao á, hay là cái đường hẻm hóc á, thì thằng Hyundai có vẻ gọn hơn và chắc dỡ hàng hóa có vẻ ok hơn. Thằng Isuzu tuy nó to, nó lớn, nó cổng tải được nhiều hơn, lớn cổng tải quá tải nhiều hơn so với thằng Hyundai, nhưng mà cái thằng Isuzu á, thì nó cồng kềnh đó, nó không có nhỏ gọn khi mình vô cái thành phố. Nói chung là tùy theo cái điều kiện của các bạn cần chở hàng hóa và địa điểm các bạn cần đến thôi. Và cái thằng Hyundai thì nhíp nó chỉ có một tầng thôi, thằng Isuzu thì nhíp nó tới hai tầng. Đây là cái thằng Hyundai nè, nhíp nó một tầng nè, thằng Isuzu nè nhíp nó hai tầng nè các bạn. Đấy, đó, một bánh dự phòng, thằng Hyundai thì hai bánh dự phòng. Đấy, thằng Isuzu á thì nó sử dụng hai bình ắc quy, thằng Hyundai thì nó sử dụng một bình ắc quy thôi nha. Đó, đây là bánh dự phòng phía trước của thằng Hyundai.
đấy, khung sắt của hai hàng gì nhập khẩu rất là cứng cáp và rất là chắc chắn. Có vẻ như cái phần thùng xe thì về cái kích thước á, thì có vẻ hàng Isuzu nó có vẻ nhỉnh hơn, và gương cầu cầu và cái khung gầm á thì mình cảm thấy hàng Isuzu á nó có vẻ nhỉnh hơn so với hàng Hyundai về cái khả năng cổng tải. Nhưng mà về cái phần động cơ thì bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu thử về cái phần động cơ của hai thằng nha, để mình coi thử như thế nào, rồi mình sẽ đưa ra một cái kết luận đánh giá về hai thằng này. Đây là khối động cơ mình muốn giới thiệu cho các bạn với hai thằng, thằng Hyundai và Isuzu. Thằng Hyundai thì khối động cơ của nó trang bị động cơ D4CB đến thương hiệu Hàn Quốc, cầu máy hộp số đều nhập khẩu từ thương hiệu Hàn Quốc và 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Nó có công suất của nó là 130 lực, dung tích xi lanh của nó là 2.4 và có điều khiển bằng hộp điện, điều khiển điện nha các bạn, tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Và máy như vậy, công suất như vậy thì rất là mạnh nha các bạn. Hyundai nổi tiếng là động cơ nó rất là khỏe và rất là mạnh, ngang ngang với Hino luôn nha các bạn. Xe có máy lạnh sẵn trong xe và bố trí đường dây mình cảm thấy cũng rất là gọn, nên động cơ cũng rất là tốt đó các bạn. Tiếp đến mình sẽ đến cái hàng động cơ của hàng Isuzu. Hàng Isuzu thì nó trang bị khối động cơ 3 lít và nó đạt 105 mã lực. Isuzu thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó thì rất là tốt, tối đa tiết kiệm hơn so với cái hàng Hyundai, nhưng nó lại yếu hơn so với hàng Hyundai. Còn nói về cái phần khả năng tiết kiệm nhiên liệu á thì nó còn rất phù rất nhiều yếu tố. Tuy đúng là cái động cơ nó trên lý thuyết là các bạn nói là lý thuyết là nó tiết kiệm hơn, nhưng mà so với thực tế thì các bạn còn phụ rất nhiều yếu tố, tài xế biết cái chạy hay không, và đường như thế nào, đường xá như thế nào, và hàng hóa mình chở là như thế nào, và nhiều hay là ít, hay là đúng tải hay không tải, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Cho nên hai con thì 100 cây thì nó tiêu hao khoảng 7 lít, 7 đến 8 lít thì hai con đều ngang nhau. Cho nên nói về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì mình không đồng ý trên mặt lý thuyết thôi. Thì còn bề ngoài á thì mình chở hàng, mình mua xe mình cần phải có cái hàng có động cơ khỏe và mạnh, thì hàng Hyundai nó sẽ là động cơ rất là ok, rất là tốt. Cho nên các bạn mua cái hàng Hyundai nó sẽ vẫn động cơ nó vẫn sẽ tốt hơn, nhỉnh hơn, mạnh hơn so với hàng Isuzu. Đó là về cái phần khối động cơ của hai thằng, hai phía trước hai thằng đều dùng phuộc và nhíp, phía sau cũng là dùng phuộc và nhíp, rất là cứng cáp. Đấy, đó là phần mình giới thiệu so sánh về khối động cơ của hai thằng. Đó là phần so sánh của mình về hai con xe, cùng hút để trọng là 1.9 và 2.4, và thùng kính nha các bạn, và dài thành phố cùng dài 36, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Thì so với những cái gì nãy mình muốn đã so sánh thì như thế này, thì mình sẽ kết luận lại. Thì cái hàng Hyundai á thì cái đầu cabin của nó là nội thất của nó là hơn 2 điểm, và phần máy móc nó hơn Isuzu 3 điểm. Hàng Isuzu nó chỉ hơn được cái thùng với lại khung gầm thì có vẻ như thì mình cảm thấy thằng Hyundai có vẻ nhỉnh hơn một tí xíu. Giá thành thì hai thằng cũng xem như nhau đấy. Cái đó là về cái phần mà mình nêu ra những cái quan điểm của mình. Còn các bạn cảm thấy yêu thích cái dòng xe nào thì cứ hãy liên hệ ngay với mình, số điện thoại 0977 96 5342, để bên mình có thể tư vấn cụ thể hơn về cái dòng xe cho các bạn, để các bạn có thể lựa chọn kỹ hơn nữa, cho nó chính xác về giá thành cũng như là động cơ, máy móc và kết cấu của hai cái dòng xe này. Thì hai xe đều là hai xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, bến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, nên chất lượng các bạn hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn. Đấy, để mình chiếu một cách tổng quan nữa để cho các bạn so sánh một cách cụ thể hơn về hai hàng này. Đấy, Hyundai New Mighty N250, Isuzu VKR 230, thùng kính, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.